Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024. Chiều nay, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cơ quan trong khối nội chính tích cực chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp cơ bản nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đảm bảo khách quan, đầy đủ, toàn diện, đúng người, đúng tội, nghiêm minh. Tình hình tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực. Kỷ cương pháp luật, kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Sáng qua, tại trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, xuân biên giới hải đảo năm 2024 và triển khai cuộc vận động Tự hào một giải non sông. Tại chương trình, câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giao lưu với 800 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên biển khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Nhân dịp này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã gửi tặng quà Tết đến cán bộ chiến sĩ nhân dân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Tỉnh đoàn tặng quà cho 10 học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Trong công điện số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án công trình hạ tầng giao thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật, công nhân trên các công trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Trong đó có trên 1.700 km cao tốc kết nối Bắc Nam và các cao tốc kết nối Đông Tây. Các cây cầu lớn, các dự án cảng hàng không nội địa, quốc tế, các tuyến đường sắt, các cảng biển, tuyến đường thủy nội địa và đồng thời sớm hoàn thành thủ tục khởi công thêm các dự án mới, các dự án công trình hạ tầng giao thông. Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của tỉnh Hưng Yên đạt trên 5,5 kWh, doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99%, cung cấp dịch vụ điện tử cấp độ 4 đạt 100%, tỷ lệ lắp công tơ điện tử đạt gần 88%, doanh thu dịch vụ điện đạt gần 60 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 2,89%, thấp hơn kế hoạch đề ra 0,08%. Trong năm, ngành điện Hưng Yên tiếp tục triển khai nhiều dự án theo quy hoạch điện 8 đã được Chính phủ phê duyệt. Dự kiến năm 2024, ngành điện Hưng Yên tiếp tục duy trì mức tăng sản lượng điện từ 2 đến 5%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản năm 2024. Theo đó sẽ có 6 sự kiện chính như tổ chức phiên chợ vải trong khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 tại khu đô thị Eco Park, xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản ở trung tuần tháng 7 tại thành phố Hưng Yên, livestream quảng bá nhãn lồng và các nông sản tiêu biểu trên nền tảng mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại điện tử, tuần lễ nhãn lồng, nông sản tiêu biểu tại thành phố Hà Nội khoảng đầu tháng 8, phiên chợ cam Hưng Yên trong tháng 11 tại khu đô thị Eco Park. Chính phủ ban hành Nghị định 94 về tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Cụ thể, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Ngoài ra, còn có sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Mức giảm là 2% hoặc giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn. Đây là hình ảnh tháp thần nông cao 15 mét được ghép bởi 1.012 cối đá xếp vòng ngoài. Bên trong là khung cột bê tông được đổ kiên cố do anh Trần Văn Toản ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh sưu tầm trong 20 năm.
Tháp được đặt trong khuôn viên diện tích 20.000 m2 gồm 5 tầng. Anh Toản cho biết mong muốn phục dựng không gian xưa cũ của làng quê Bắc Bộ được anh ấp ủ từ lâu và phải qua 20 năm sưu tầm mới thực hiện được. Bên trong tháp có bậc thang lên xuống thiết kế với hình hạt thóc được dựng theo chiều thẳng đứng. Quần thể cối đá, trục đá kéo lúa, cối đá xay thóc gạo được bài trí xung quanh tháp để hình thành một khu trưng bày đồ đá gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Cuối tháng 11 vừa qua, Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố kỷ lục châu Á đối với tháp Thần Nông, tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày. Trong 38 bị cáo có ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Đầu năm 2020, lợi dụng tình trạng dịch COVID-19 bùng phát mạnh, các bị cáo tìm cách đưa Công ty Việt Á vào cùng tham gia đề tài nghiên cứu sản xuất kit test với Học viện Quân y và thông đồng với nhau tổ chức nghiệm thu ngay sau khi có kết quả giai đoạn 1. Sau khi được chuyển giao quy trình nghiên cứu kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt chỉ đạo sản xuất rồi xin cấp phép lưu hành kinh doanh thương mại. Sau đó thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong mua bán kit test để phòng chống dịch, gây thiệt hại với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Các nguồn tin Palestine cho biết phong trào Hamas thông báo đã ngừng đàm phán với Israel sau khi phó thủ lĩnh phong trào này thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel ở Liban. Hiện phía Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc. Nguồn tin giấu tên cho biết Hamas đã thông báo với đại diện của Qatar và Ai Cập, hai nước trung gian, về việc dừng đàm phán thỏa thuận ngừng bắn. Nguồn tin khẳng định Hamas sẽ không tiến hành đàm phán về vấn đề này trong bối cảnh Israel đang tiếp tục leo thang quân sự cũng như ám sát có hệ thống nhằm vào các lãnh đạo của phong trào này. Trước đó, phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, ông Saleh al-Aruri, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại một tòa nhà ở phía nam thủ đô Beirut của Liban. Hamas cho biết 7 thành viên khác của lực lượng này cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên. Hiện phía Israel không bình luận về vụ việc, dù giới chức nước này cho biết đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước khả năng bị tấn công trả đũa. Giới chức Nhật Bản đã bắt đầu điều tra nguyên nhân của vụ va chạm giữa máy bay của hãng hàng không Japan Airlines và của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xảy ra ngày 2 tháng 1 khiến 5 người thiệt mạng. Theo đó, Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản đang xem xét các mảnh vỡ của chiếc máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Dự kiến cuộc điều tra sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ Pháp, nơi máy bay của hãng hàng không Japan Airlines được lắp ráp, cũng như của Anh, nơi hai động cơ của Rolls-Royce được sản xuất để dùng cho máy bay này. Trong khi đó, Japan Airlines cho biết đang điều tra về sự liên lạc giữa trạm không lưu và hai máy bay trong vụ va chạm. Hãng hàng không này cho biết đang kiểm tra xem liệu các nhân viên không lưu có cho phép máy bay chở khách hạ cánh hay không. Hiệu trưởng trường Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ, tiến sĩ Claudine Gay, hôm 2 tháng 1 đã tuyên bố từ chức sau các cáo buộc về lời khai không rõ ràng trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ cuối năm ngoái về bài Do Thái và lỗi trích dẫn trong một số bài viết học thuật. Trong một lá thư gửi cộng đồng trường Harvard, tiến sĩ Claudine Gay cho biết đây là một quyết định khó khăn, nhưng việc bà từ chức là vì lợi ích tốt nhất cho trường để có thể tập trung vượt qua thời điểm thử thách đặc biệt này. Quyết định được đưa ra trước sức ép của một số nghị sĩ Mỹ sau khi một số hiệu trưởng các trường đại học danh tiếng phải ra điều trần về chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas hiện nay. Trong phiên điều trần, nhóm các hiệu trưởng đã từ chối đưa ra câu trả lời có hoặc không đối với câu hỏi liệu việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm quy tắc ứng xử của trường rồi bắt nạt và quấy rối hay không. Trước đó, bà Claudine từng bị cáo buộc đạo văn cho một số bài viết, học thuật hoặc công trình đã đăng tải trên các tạp chí. Tuy nhiên, tiến sĩ vẫn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng Harvard khi cho rằng những việc này không vi phạm quy định của nhà trường. Hàn Quốc sẽ nỗ lực tìm kiếm các biện pháp ứng phó trước những thách thức nghiêm trọng đang đe dọa đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Đây là khẳng định của Hàn Quốc trên vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ năm 2024. Trong nhiệm kỳ thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an lần này, Hàn Quốc dự kiến sẽ hai lần đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, trong đó lần đầu tiên bắt đầu vào tháng 6 năm nay. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm kỳ hiện nay với nước này, trong bối cảnh Hội đồng Bảo an đang tích cực thảo luận về tính hiệu quả của cơ quan này khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết, với tư cách là quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, Seoul cũng sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự liên quan tới vấn đề phụ nữ.
các mối đe dọa mới nổi, trong đó có an ninh mạng và khí hậu. Ngoài 5 thành viên thường trực, Hội đồng Bảo an còn có 10 thành viên không thường trực, trong đó có 5 thành viên được Đại hội đồng bầu hàng năm với nhiệm kỳ 2 năm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.